Các anh chị hãy nhìn vào ánh mắt của cô Đặng Thị Hàn Ni. Nó có cái gì đó không thể hiểu được. Phẫn uất, đau buồn, hoang mang, lo sợ. Nhưng tất cả chỉ nói lên một điều duy nhất thôi là cô Đặng Thị Hàn Ni không tin được là mình có ngày như hôm nay phải ra tòa, phải bị bắt, phải đưa hai tay vào chiếc còng số 8. Này, chúng ta trở lại những nội dung chính để cô Hàn Ni phải vướng vào dòng lao lý. Chúng tôi xin nêu một nguyên tắc truyền thông không thay đổi của chúng tôi là không can thiệp vào kết luận điều tra, cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát và của Hội đồng xét xử. Tuy nhiên, cũng không làm xấu thêm tình trạng của các bị can, bị cáo. Và tinh thần của bài nói chuyện hôm nay về vụ cô Hàn Ni, vụ án trạm cảnh sát giao thông Suối Tre và vụ ông Trần Hùng cũng sẽ như vậy. Thưa các anh chị, cô Đặng Thị Hàn Ni bị báo cáo buộc có hành vi xâm phạm đời tư của ông Quỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng. Nguyên cớ là vào ngày 3 tháng 9 năm đó, bà Nguyễn Phương Hằng buổi sáng đã live stream và nói cô Đặng Thị Hàn Ni là bồ của một người lãnh đạo thành phố, và cô Đặng Thị Hàn Ni là phản động dân dân. Và buổi chiều thì cô Đặng Thị Hàn Ni có một buổi live stream để nhằm đáp trả lại việc đó. Và hội đồng xét xử cho rằng cô Đặng Thị Hàn Ni đã xâm phạm đời tư của ông Quỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng. Đặng Thị Hàn Ni hỏi chủ tòa hội đồng xét xử rằng nếu mà chủ tòa cũng bị, hội đồng xét xử cũng bị chỉ trích như bị cáo thì chủ tòa sẽ làm như thế nào, hãy chỉ dạy cho bị cáo. Thì chủ tòa nói rằng đây là hội đồng xét xử, một buổi xét xử chứ không phải là một buổi chỉ dạy. Nói như thế thay cho câu trả lời. Đặng Thị Hàn Ni bị cáo buộc rằng đã xúc phạm đời tư của Quỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Đặng Thị Hàn Ni nói rằng những thông tin mà bà nêu là những thông tin đã đăng trên báo, trên mạng xã hội và nó hoàn toàn có thật. Thí dụ như bà Nguyễn Phương Hằng trước đây có tên khai sinh là Nguyễn Thị Thanh Tuyền và có liên quan đến vụ án Nam Cam. Bây giờ chúng ta xem coi hai chi tiết đó có thật hay không. Trung tướng Tô Ân Sô trong cái một buổi tiếp xúc với họp báo đã công bố Nguyễn Phương Hằng trước đây có tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền và vào ngày mấy tháng thì đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng và việc đổi tên này hoàn toàn hợp pháp. Thứ hai nữa, ở trong hai phiên xét xử sơ và phúc thẩm vụ án Nam Cam thì có một nội dung đó là Đỗ Đạt Giang và cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền lúc đó đã có tranh chấp về nhà đất một phần nhỏ, tức là một bị can trong vụ án Nam Cam có liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Tuyền lúc đó và Nguyễn Thị Thanh Tuyền là người bị hại. Như vậy là những nội dung của Đặng Thị Hàn Ni nói là hoàn toàn đúng, không có gì sai cả. Nhưng hội đồng xét xử cho rằng Đặng Thị Hàn Ni đã xâm phạm đời tư. Thì Đặng Thị Hàn Ni mới hỏi rằng nếu trong trường hợp bị tấn công như Đặng Thị Hàn Ni thì phải ứng xử như thế nào. Hội đồng xét xử nói rằng nếu bị tấn công trên mạng xã hội thì với người làm nhà báo và luật sư như Đặng Thị Hàn Ni lẽ ra phải trình báo với cơ quan chức năng chứ không phải là dùng mạng xã hội để đáp trả lại. Còn hội đồng, còn Viện Kiểm sát giữ quyền công tố nói rằng các anh rất tiếc khi phải đề nghị bức án và xét xử Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Dân Sĩ như vậy. Và chúng tôi rất mong muốn rằng án lệ này sẽ áp dụng cho tất cả các miền đất nước ở đất nước này. Nhưng có vẻ như không phải như thế. Các anh chị cứ mở mạng xã hội TT lên, các anh chị thấy mỗi ngày có hàng chục cuộc tranh cãi tương tự, nhục mạ nhau tương tự như bà Phương Hằng và Hàn Ni lúc trước của nhóm giang hồ này với nhóm giang hồ kia, của người này, tác giả này với tác giả kia trên mạng xã hội, của nhà sáng tạo này với nhà sáng tạo kia trên mạng xã hội. Và sát phạt kinh khủng lắm, bà Phương Hằng với Hàn Ni mà ăn thua gì so với những cuộc cãi vã này, nhưng có ai bị xử lý gì đâu. Thậm chí có những nhóm mặc yêu màu áo quân lực Việt Nam Cộng Hòa đi đâu cũng mặc áo lính thì dân dân rồi cãi nhau với nhóm khác,
và có một chị đại trong nhóm yêu màu áo lính Việt Nam hôm qua bị một chị đại mà thuộc nhóm dân sự khác đánh cho một trận. Có clip, có đầy đủ hết, đưa lên mạng, mà vừa là thương vào bệnh viện nằm thở oxy luôn, cũng chẳng thấy ai bị xử lý gì cả. Rồi chúng tôi rất hoan nghênh nếu nhà chức trách xử lý nghiêm như Sở Thông tin Truyền thông vừa qua đã xử lý nghiêm cô năm em, ngăn chặn kịp thời để xử lý cô năm em 37,5 triệu đồng phạt, một tiền phạt mang mức kỷ lục, nhưng có cái ngăn chặn rất lớn, bởi vì nó ngăn chặn sớm, không phải để kéo dài, không thể để kéo dài như trường hợp bà Phương Hằng với cô Đặng Thị Hàn Ni, rồi dẫn tới kết quả đáng buồn cho cả hai bên. Rốt cuộc bây giờ người nào cũng phải dướng vào dòng lao lý cả, rất đáng buồn. Thứ hai, có một vụ việc khác và chúng tôi muốn làm một phép so sánh giữa vụ án trạm cảnh sát giao thông Suối Tre và vụ án ông Trần Hùng. Ông Lê Ánh Dương là trưởng trạm cảnh sát giao thông Suối Tre, hôm nọ đi đến một cây xăng và nói với cái cô đó rằng bây giờ thì nếu cô quen với cánh tài xế mà muốn không bị xử phạt thì liên hệ với chúng tôi và tiền nong như thế nào đó, sau đó sẽ có tài xế riêng của tôi đến gặp cô, sau đó tài xế riêng đến gặp cô này, và đường dây được thiết lập, phương thức là hàng tháng đưa tiền cho cô này đưa tiền cho tài xế riêng của trưởng trạm cảnh sát giao thông Suối Tre, và đường dây tội phạm hình thành. Cơ quan điều tra đã bắt người, ra kết luận điều tra, cáo trạng đã truy tố, trong đó có 200 có 8 người bị truy tố về tội môi giới hối lộ, tức là nhận tiền của 200 lái xe, rồi đưa tiền cho lái xe của trưởng trạm cảnh sát giao thông Suối Tre, và họ đạt được yêu cầu của mình, tức là đi trên đường không bị kiểm tra kiểm soát, quá tải quá khổ. Và thứ hai, những người nào bị quá tải quá khổ điện thoại cho người này, tức là cái cô trạm xăng đó, cô trạm xăng sẽ điện thoại cho cảnh sát giao thông giải tỏa ngay lập tức. Cơ quan điều tra cũng làm rõ đến đó rồi. Tuy nhiên ông Lê Ánh Dương và những cảnh sát giao thông nói rằng mình không hề có nhận tiền gì cả. Và như thế vụ án dừng lại ở chỗ chỉ truy tố 8 người môi giới hối lộ thôi, tức là có người đưa hối lộ, có người môi giới hối lộ, nhưng mà không có người nhận hối lộ, không có ai nhận hối lộ cả. Mà lý do nói rằng họ không nhận hối lộ tại vì họ lắc đầu thôi, Cơ quan điều tra nói rằng sẽ tách thành vụ án riêng, không biết là vụ án riêng rồi sẽ như thế nào phải không, nhưng chúng ta so sánh vụ án ông Trần Hùng nó cũng y hệt như vậy. Nhưng tại sao ông Trần Hùng lại bị xử 9 năm tù? Ông Trần Hùng bắt một vụ, một cái tổ nào đó không liên quan đến ông Trần Hùng, quản lý thị trường bắt được một nhóm làm sách giáo khoa giả. Ông Trần Hùng bị cáo buộc rằng đã nhận lời giúp nhóm này để chuyển lời khai, để chuyển sang xuống xử lý hành chính thay vì xử lý hình sự. Và sau đó thì được người tên Hải đưa tiền, người chủ số tiền 300 triệu đó nói rằng chưa gặp ông Trần Hùng bao giờ cả, và đưa tiền cho một người trung gian, người trung gian này mới đưa tiền cho Hải, Hải mới đưa tiền cho ông Trần Hùng. Người trung gian thứ nhất nói rằng nhận tiền từ bà giám đốc này rồi đưa tiền cho Hải, ông cũng không chắc Hải có đưa đến tận tay ông Trần Hùng hay không. Tất nhiên ở đây chỉ còn lại một lời khai mang đến trực tiếp là lời khai của Hải. Hải nói rằng đã đưa tiền cho ông Trần Hùng lần đầu ngay tại trụ sở ủy ban, trụ sở Bộ Công an, Bộ Công Thương, xin lỗi, tại trụ sở Bộ Công Thương, trong đó có văn phòng Tổng cục Quản lý Thị trường. Ông Trần Hùng làm việc ở đó, có trong phòng ở đó đưa tiền. Thì có chứng kiến của hai chuyên viên quản lý thị trường, thì ông Trần Hùng đuổi về không nhận tiền, rồi dọa kêu công an bắt. Hải khai tiếp là Hải ra ngoài đi một vòng gì đó ăn cơm, sau đó quay lại và đưa ông Trần Hùng cái bịch có túi ni lông, trong đó có 300 triệu. Ông Trần Hùng đã nhận. Về phía ông Trần Hùng, tương tự như Lê Ánh Dương, trưởng trạm cảnh sát giao thông Suối Tre, ông Trần Hùng nói là ông không hề nhận 300 triệu này, và ông đưa ra bằng chứng, luật sư đưa ra bằng chứng ngoại phạm là trong thời gian đó ông Trần Hùng đang ở nhà dự dỗ của nhiều người chứng kiến, và định vị điện thoại cũng là đang ở nhà giữa văn phòng quản lý thị trường của ông Trần Hùng và nhà của ông khá xa nhau, không thể nào ông chạy đi chạy lại để nhận số tiền trong thời gian đó được. Tức là ông có tình tiết ngoại phạm như vậy,
Rồi ba ông cũng lắc đầu. Nhưng mà những ông cảnh sát giao thông ở trạm giao thông, cảnh sát giao thông Suối Tre lắc đầu thì có hiệu quả, lắc đầu thì không bị truy tố. Còn nói là sẽ điều tra sao thì chưa biết, điều tra sao là chưa biết sẽ như thế nào. Nhưng có vẻ mong manh lắm. Bây giờ không truy tố được thì sau này sao truy tố được? Khó. Còn ông Trần Hùng ông cũng lắc đầu, thậm chí vừa lắc vừa có bằng chứng ngoại phạm nữa, nhưng mà vẫn bị tuyên án 9 năm tù về tội nhận hối lộ, kể cả ở phiên sơ thẩm và phiên phúc thẩm. Là phiên phúc thẩm. Như vậy rõ ràng rằng qua những vụ việc chúng tôi nêu trên, cùng một hành vi nhưng ở tòa này là có tội 9 năm tù, mà ở cơ quan điều tra khác, viện kiểm sát khác thì lại được hoãn tội và hứa sẽ điều tra sau. Hoặc là cùng hành vi như bà Hằng với Đặng Thị Hằng Ni thì phải dướng vào dòng đạo lý. Còn cùng một hành vi đó cũng có rất nhiều nhóm hội trên mạng xã hội thì lại không bị việc gì cả, không bị việc gì cả. Và do đó chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi tha thiết đề nghị rằng tất cả mọi hành vi của mọi con người nếu vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đều được xét xử công bằng và có hình phạt tương thích như nhau. Nguyên tắc xét xử là suy đoán vô tội, hoài nghi hợp lý và niềm tin nội tâm. Do đó vai trò của thẩm phán và hội đồng xét xử cũng như viện kiểm sát giữ quyền công tố là rất lớn. Nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi rất mong các vị công tâm thượng tôn pháp luật để cho người dân và kể cả những cán bộ, những ai đó chẳng may vướng vào vòng lao lý, vướng vào vòng pháp luật sẽ nhận được một bản án công bằng, đúng pháp luật. Xin cảm ơn các anh chị.